chúng ta xem cây giống ổi Đài Loan. Đây là loại ổi đại trà và trồng nhiều nhất ở Việt Nam. Và theo như cảm nhận của nhiều người thì ổi Đài Loan là giống ổi có chất lượng ngon hơn một số ổi bản địa của Việt Nam, như là ổi xá lị hoặc là những cái loại ổi xẻ thời xưa. Và ngày nay thì giống ổi này được trồng khắp các tỉnh từ miền Nam tới miền Bắc, bởi vì nó dễ trồng, chất lượng thì nó cũng tương đối. Và ta xem đây là những cái ổi được nhân giống bằng phương pháp chiết, và có cây thì gốc to, có cây thì gốc nhỏ, nó không liền nhau. Đó, thì ta thấy tổng thể những cây này thì nó cao khoảng 3 tấc từ mặt bầu, còn nếu như tính từ đáy bầu thì cao khoảng 4 tấc. Và gốc thì có cây lớn, có cây nhỏ. Có cây thì nó nhỏ hơn, có tay út chút chút. Đây, còn có cây thì nó to hơn nhiều. Và những cái ổi hiện tại ở đây, tại Chợ Lách Bến Tre, chuẩn bị giao hàng đi Quảng Bình. Và nếu như các bạn miền Trung hoặc miền Bắc có nhu cầu thì hãy gọi tới số điện thoại 0988 868620, có xe giao hàng theo quốc lộ 1A mỗi tuần.